Xin chào bà cô chú, các anh xem kênh video official. Đi ăn hủ tiếu gõ mà rượu như như không đi, như không thích ăn hủ tiếu. Lâu lâu dữ lắm mình bữa rượu đi ăn hủ tiếu mới đi thôi. Mời mọi người đi ăn hủ tiếu với Trinh nha. Khô. Trời mưa. Vô mua cho như cái bánh này như thích ăn lắm. Mua chai nước trà uống, trà xanh. Đem một cái bánh. Dạo này bạn như bạn đam mê cái bánh này. Là mua xúc xích đá, nướng đá để đem về cho mấy bạn nhỏ. Trí Như chơi nữa. Bây giờ nghỉ học ở nhà, nghỉ hè được 90 ngày rồi đó. Chưa được đi đâu. Như mơ mấy cái chân cái này lắm. Hai ngày một đêm này hành trình rực rỡ rồi nè. Chút nữa là mở cái thử tài siêu nhí nha, nha mấy cái học á coi nha. Bỏ nó đổ rồi nè, trên mấy con đi hút bụi nữa đó nha, lâu nữa đó. Chịu xuống nhà ăn chung mấy đứa kia không chịu. Anh em bác
Nhưng tóc của chị Như sao đâu? Như là tóc chị Như bị ướt kìa. Tóc chị Như kìa, tóc chị Như kìa, tóc chị Như kìa. Thành rất là quan tâm chị Như nha. Thấy chị Như ho một cái là đi lấy rót nước. Thấy chị Như ho một cái là hung vậy đó. Tối mà nghe chị Như ho một cái là ôm hung vô vô vô. Ê ê chơi chơi tóc người ta. Thương chưa? Bóp trên cây chị Như học bài à.
đợi cái máy đó cho chị Như bấm lên nha, lên cái dây bài hát nha Thành. Đâu quá kìa, đâu chân quá kìa. Sao? Thành. Hả? Thế hả? Chị Như đâu chân kìa. Thành ơi, chị Như đâu chân kìa. Lâu quá ông bà cô chú không nghe Như đàn. Như quên bài luôn rồi. Bữa giờ la học quá mẹ. Không có tập chịu tập đàn lại, vừa quên hết rồi. Giờ đàn lại đâu đây? Tối nay mẹ sẽ khở đầu Như. Cái tội không chịu tập đàn, quên. Bấm bài bánh mì lên đàn thử ai. Thank you.